Những lời gốc Phật dạy. Tập 1. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Lời nói đầu. Những lời gốc Phật dạy là tên bộ sách nhiều tập, gồm những lời Phật dạy ngắn gọn được rút ra từ những bài kệ và những bài kinh trong tạng kinh Nikaya, nói lên rõ ý nghĩa và mục đích giải thoát của đạo Phật, nhất là những pháp hành thực tế cụ thể, từ cách thức tu tập đến cách thức sống hàng ngày đối với tất cả mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng, đều đem lại cho mình, cho người một tâm hồn thanh thản, an vui và vô sự. Lúc nào tâm hồn cũng bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, luôn luôn không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Nhận thấy những lời dạy này rất quý báu, có giá trị và lợi ích rất lớn cho những ai có ý chí quyết tâm tu hành, tìm đường thoát khổ. Những lời dạy đạo đức này thiết thực, mang đến hạnh phúc, an vui cho mọi người. Nên chúng tôi xin trích ra và chú giải theo đúng kinh nghiệm tu hành của mình đã có kết quả, để giúp cho những người hữu duyên với chánh Phật Pháp Nguyên Thủy. Đứng trước hai ngã đường tu tập, Nguyên Thủy và Đại Thừa, nếu một người chưa có kinh nghiệm tu hành thì sẽ ngẩn ngơ trước hai lộ trình này, sẽ không biết chọn con đường nào và có thể bị lừa đảo qua những danh từ rất kêu và rất bài bác Phật giáo. Đại thừa và tiểu thừa, tối thượng thừa thiền và phàm phu thiền. Chúng ta còn là những phàm phu, tâm tham muốn còn nhiều. Nghe những danh từ đại thừa, tối thượng thừa, ai mà không ham? Chúng ta làm sao không chọn lọc lộ trình đại thừa, tối thượng thừa mà bỏ tiểu thừa, phàm phu thiền, phải không hỡi các bạn? Theo kinh nghiệm tu hành các pháp môn của đại thừa, chúng tôi đã phải trả một giá quá đắt mà chẳng được gì, chỉ toàn là ăn bánh vẽ. Cuối cùng, chúng tôi chọn lấy con đường thích hợp với nguyện vọng tha thiết, tìm tu giải thoát cho mình. Đó là con đường Nguyên Thủy. Và khi tu tập thì có kết quả thực tế ngay liền. Nên bây giờ chúng tôi xin trao lại cho các bạn, vì chúng tôi hiểu các bạn cũng là những người muốn thoát ra khỏi cuộc đời đầy khổ đau phiền não này. Thưa các bạn, những lời dạy ngắn gọn này là những hành động đạo đức tuyệt vời của đạo Phật, để hành giả biết sửa đổi những lỗi lầm thiếu đạo đức của mình, và để luôn luôn khắc phục tâm mình, sống phải có những hành động đạo đức, nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Đó cũng là xây dựng lại cuộc sống chung nhau đối với những người thân thương trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Quyết tâm luôn luôn đem đến cho nhau những sự an vui, thanh thản và vô sự. Chúng tôi trích ra những lời dạy này, xin các bạn hãy đọc kỹ, đọc nhiều lần. Vì những lời dạy cô đọng này, nếu chỉ đọc lướt qua một lần, thì chúng tôi e rằng các bạn sẽ không hiểu hết ý nghĩa, vì đây là hành động đạo đức của loài người, không phân biệt người có tôn giáo hay không tôn giáo. Và nhất là các bạn nên xem lại phần chú giải của chúng tôi, vì phần chú giải có những kinh nghiệm sống và tu hành cụ thể, thực tế, có kết quả thật sự theo những lời dạy này. Vì thế, chúng tôi mạnh dạn ghi lại để giúp các bạn thực hành áp dụng vào đời sống của mình sẽ có kết quả ngay liền, mà không hề sợ lạc lối vào con đường chịu đựng, ức chế tâm. Tập sách này với mục đích giúp cho các bạn nhận rõ thiền định của Phật giáo Nguyên Thủy và thiền định của Phật giáo Đại Thừa, Tối Thượng Thừa. Về cách thức tu tập và kết quả, thì những loại thiền này không giống nhau chút nào cả.
đó là một điều hết sức quan trọng cho cuộc đời tu hành của các bạn. Nếu tu theo các pháp thiền của Đại Thừa, thì các bạn sẽ rơi vào thiền ức chế tâm, nhập vào các loại định tưởng. Tu như vậy sẽ uổng phí một đời tu hành, chẳng ích lợi gì cho các bạn và cho những người khác. Bởi vì tâm các bạn vẫn còn tham, sân, si, mạn, nghi. Khi các bạn chấp nhận tu hành theo thiền định của Đại Thừa và thiền Đông Độ, nếu có được kết quả, cũng chỉ là đạt được định tưởng, tưởng tuệ. Định tưởng là loại thiền định không ly dục, ly ác pháp, nên các bạn không đoạn diệt được tâm tham, sân, si. Do đó, các bạn không đủ đạo lực làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Vì thế, các bạn nên nghiệm xét lại các bậc tôn túc hòa thượng, thượng tọa, vân vân, thường bệnh đau, đi bác sĩ, nằm bệnh viện. Trong định tưởng, thường hay phát triển tưởng tuệ. Tưởng tuệ là những trí tuệ hay tranh cãi lý luận hơn thua, hay làm thơ văn siêu tưởng về Phật tánh tuyệt vời. Do chỗ chứng thiền tưởng này mà các thầy Đại Thừa và Thiền Tông thường hay xem giáo lý Nguyên Thủy là tiểu thừa, là ngoại đạo, cho rằng loại thiền Nguyên Thủy đó dạy người tu tập ly dục, ly ác pháp là loại thiền phàm phu. Tập sách này sẽ giúp cho các bạn biết cách thức tu thiền xả tâm với những bài pháp ngắn gọn của Đức Phật, nhưng rất rõ ràng và dễ hiểu. Có như vậy, các bạn tu tập mới không lạc vào thiền ức chế tâm của kinh sách Phát triển Đại Thừa và Thiền Tông, hoặc của Bà La Môn giáo hay của ngoại đạo. Tập sách này ra đời chỉ có ước vọng làm sáng tỏ lại đường lối tu hành của Đạo Phật và giúp cho những ai có nhiệt tâm tu tập sẽ thấy kết quả ngay liền. Nếu không có kết quả, tức là các bạn đã tu sai, cần phải thưa hỏi lại thiện hữu trí thức. Cuối cùng, chúng tôi xin các bạn nên lưu ý những lời dạy ngắn gọn của Đức Phật là những lời vàng ngọc. Hãy trân trọng và tôn kính thì con đường tu tập của các bạn mới đạt được chân giải thoát. Kính ghi: Trưởng lão Thích Thông Lạc, ngày 30 tháng 1 năm 2000.